Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Bảo Yêu thì từ chối, nhưng Trương Thế Vinh luôn đứng đằng sau Thủy Ngân. Thời gian gần đây, Trương Thế Vinh và Thủy Ngân không ngại công khai sự thân thiết khi thường xuyên đi du lịch cùng nhau hay tụ họp với hội bạn showbiz. Dù cả hai từng chia sẻ chỉ là những người anh em, đồng nghiệp thân thiết, nhưng lại có biểu hiện như cặp đôi đang yêu. Vừa qua, Thúy Ngân tiếp tục khoe nhiều bức ảnh được Trương Thế Vinh hộ tống đi chơi cùng hội chị em gồm Lâm Vĩ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc. Người hâm mộ nhận thấy một điều khác biệt trong các bức ảnh này là giọng ca tình yêu hoa gió lúc nào cũng đứng sau hoặc bên cạnh Thúy Ngân. Đặc điểm để biết những người đang yêu khi đi cùng hội bạn thân là chắc hẳn lúc nào cũng đứng cạnh nhau trong mọi bức ảnh. Nếu không có chỗ thì nép ra phía sau vẫn đứng cạnh người yêu của mình. Khán giả cũng đặt câu hỏi tại sao Trương Thế Vinh không đứng cạnh Ninh Dương Lan Ngọc hay ai khác mà phải chọn Thúy Ngân. Xem lại những bức ảnh cả hai chụp trước đó cùng với hội bạn, khán giả càng khẳng định hơn về mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn. Hầu như trong mọi bức ảnh, nam ca sĩ đều hiện diện cạnh bên hoặc đứng sau lưng tình tình đồn. Một bức ảnh chụp ngẫu nhiên của sao Việt nào đó, nếu có sự xuất hiện của Trương Thế Vinh và Thủy Ngân thì chắc chắn 90% họ ngồi hoặc đứng cạnh nhau. Đây chính là điều mà người hâm mộ luôn đặt nghi vấn hẹn hò cho cả hai. Không yêu nhưng cứ thích bên cạnh nhau, dù có nhiều tin đồn vẫn không ngại. Trong hậu trường chương trình 7 nụ cười xuân cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại cảnh Trương Thế Vinh ân cần chăm sóc cho Thúy Ngân đã khiến fan dậy sóng. Nữ diễn viên bị thương, ngay lập tức được anh chàng chườm đá và còn nói lời ngọt ngào, tất cả để anh lo. Dù không biết là đùa hay thật, nhưng khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi đã làm tin đồn hẹn hò ngày càng gần sự thật. Phủ nhận yêu đương nhưng mỗi khi xuất hiện lại làm mọi người cảm nhận được cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.